Dạ mô Phật thầy, có một thành giả ở Houston muốn thỉnh thầy chỉ thêm về cái ý nghĩa thống thiết sanh tử. Bị hỏi là không những mình phải nghĩ thân này không biết chết lúc nào mà tu cho mau sợ vô thường đến gọi là sống thiết sanh tử, mà còn là không biết mình vì là ai, vì sao tái sanh luân hồi bao nhiêu kiếp, còn cái xác này khi nào chết thì chết không cần để ý. Vậy có phải là ý của thống thiết sanh tử không thưa thầy? Cái thống thiết sanh tử không phải là cái niệm sợ chết, không phải là cái niệm sợ chết. Mình do nói là Đức Phật dạy thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Mình quý là quý hiện tại đó, cái thân này này, cái để mất cái thân này rồi á, mình không có tu được, khó tu và nó cực kỳ khó luôn. Thân này mình đối với mình đã khó mà đối với hàng Phật, đối với hàng Bồ Tát đấy, đối với hàng hàng mà đối với chánh pháp á, người ta quý cái thân người để mà ta tu, người ta nương lên thân người để mà ta tu, còn mình thì thân nương lên thân người để hưởng thụ không mà, cho nên đó, nó mất đi cái tác dụng á của cái sự thân người khó được á, chứ không phải là sợ chết. Nên khi mà ta tu á là bất chấp, dám đánh đổi hết tất cả, thậm chí đánh đổi luôn cả sinh mạng ta vẫn chấp nhận luôn để người ta tu. Đối với lại Phật ngày xưa đó, trải qua vô lượng kiếp á, tài sản bố thí hết, vợ con gì á cho hết, giống như là giống thời cái đời cuối cùng mà làm thái tử để mà tu giác ngộ đó, cũng vậy, vợ con cũng để qua một bên vì cái giải thoát, vì cái đem cái hạnh phúc chân thật nè, đem cái đạo giải thoát này cho tất cả chúng sanh, mà hy sinh hết tất cả cái riêng tư của mình đó, đó cái dám đánh đổi bỏ vượt thành xuất gia, thì đó đâu phải là sợ chết đâu, mà đó là cái niệm thống thiết sanh tử đến cực độ, cái niệm thống thiết sanh tử. Thì Đức Phật làm giống như vậy vì cái niệm thống thiết sanh tử nó thân người khó được, và cuối cùng ấy, phát hiện được cái chánh pháp. Mà bây giờ mình được luôn cả hai, Đức Phật lúc đó chỉ có một cái thân người thôi mà cầu cái pháp, mà phải phải làm tất cả các việc, còn chúng ta thì mình được thân người và nghe pháp nữa, mà mình đâu có chịu làm đâu. Phật pháp có nghe mà cứ nhìn kỹ lại không đơn giản, không dễ dàng. Người ta nghe nghe thì bùi lỗ tai đó, thích đó, nhưng mà hành đâu có dám hành, hay là nghe rồi cái niềm tin đó, cũng giống như cho đó là lý thuyết thôi, không có sự thật nữa. Đó, như nhiều người còn nói như vậy nữa, và nó không thể hành được nữa. Rồi có khi á, nghe sâu rồi cũng có hành, mà rồi thực hành chút chút vậy đó, rồi cũng có cái niềm tin, nhưng mà rồi cũng trở ngược lại, dội lại, không không dám đi thêm, tại vì sợ mất đi hết tất cả cái có cái thân người sẽ hưởng thụ lên đó, những cái tài tiền bạc này, sắc nè, danh nè, lợi danh lợi nè, thực nè, ăn uống ngủ nghỉ nè, nó cứ luôn luôn chi phối, thích trên mấy cái đó mà bỏ đi cái đạo, bỏ đi sự tu tập. Thì cái niệm thống thức sinh tử, niệm thống thức sinh tử ở đây nói á, thì giống như chúng ta bắt đầu cũng có sự trăn trở, hay là có cái niệm mà mình tại sao mình như vậy, và niệm thống thức sinh tử là như thế nào, thì là đã có cái thống thức sinh tử rồi đó. Tại vì sao? Tại mình vẫn niệm được cái khổ, khổ sinh tử, niệm được cái khổ sinh tử là biết được cái khổ, khổ của thế gian, biết được cái khổ của sinh tử là vậy. Thì từ đó mình mới phát tâm mình tu chứ, nhưng mà mình vẫn còn mập mờ, không rõ ràng, thì phải công phu, phải thực hành, phải tham học, để cho cái công phu của ta nó càng ngày càng nó thấm hơn, nó rõ hơn, và nó đi đến sự thành tựu hơn đó trên cái công phu. Thì cái tham học học Phật của mình nè, nó cũng là bắt đầu từ cái niệm thống thức sanh tử, chứ không có cái gì khác. Và từ cái niệm thống thức sanh tử đó mà mình phát triển đúng chiều đúng hướng,
đi đúng tông chỉ, giống như đúng thầy đúng thuốc vậy đó. Giống như bệnh mình gặp được bác sĩ, gặp được thuốc tốt quá, bác sĩ giỏi thì tự nhiên mình sẽ trị được bệnh mình. Còn nếu mình đi gặp lăng băm hay là gặp thầy tà bạn ác thì mình có thể đi sa đọa, lại lấy cái niệm đó biến thành cái niệm đắm đuối trong sinh tử, thì đó là cái si mê, cái mê lầm do cái ý thức tạo. Thì nói ra cái niệm không biết sinh tử cũng từ cái niềm tin từ tâm, và muốn trở lại tìm lại cái từ tâm mình. Giống như là người con tha phương, Đức Phật hay ví dụ trong kinh điển tha phương lạc lõng đi xa quê xa nhà rồi phải trở về nhà, hay là người cha thất lạc người con, người con bỏ đi coi như đi hoang á, cuối cùng lạc mất cha mình bao nhiêu năm trời, giống kinh Pháp Hoa ví dụ lạc hơn 50 năm, sau đó cha phải bỏ công đi tìm thấy được đứa con, biết đó là con mình. Nhưng đứa con thì nó lại mê muội, nó không nhận đó ra cha là đó là cha, mà nói cha đây là một cái ông nào mà ông dữ tợn bằng vua hay là hơn cả vua, tên gần có thể sẽ bị hại, nó không dám gần bỏ chạy xa. Thì anh ta cũng giống như đứa con đó, nhưng mà cũng có cái là vẫn còn có cái tìm cái ăn mặc sống, giống chúng ta không vậy, vẫn còn tìm, vẫn còn thấy đó là khổ. Đấy, cuộc đời là khổ, thấy đây là bể khổ, và cũng tìm những cái mà để giải tỏa những cái khổ nhỏ, giống như khổ về ăn mặc ở cũng là khổ, khổ về sanh tử cũng là khổ, bệnh trong đó nè, sanh lão bệnh tử này, luôn luôn lo mà tại bị nó chi phối. Thì từ thấy cái khổ đó mà thiền tri thức, mà vì lòng từ bi của Phật của Bồ Tát, thiền tri thức mới dần dần hướng dẫn chúng ta phát khởi được mạnh mẽ hơn cái niệm thấm thức sanh tử. Chỉ chuyển hướng cái tâm mình thôi thì tất cả đó đều là thấm thức sanh tử, còn đi ngược lại thì là đắm mê sanh tử chứ không có ngoài không có khác ấy. Nên nói khi mà tin tự tâm để mình thực hành ấy, tin tự tâm ấy thì là không có sở cầu, tin tự tâm thì không có sở đắc, tại tự tâm mình vốn bình đẳng bất nhị mà, thì đâu có ngoài tâm đâu có cầu thêm, đâu có đắc thêm, giống như ngoài thời gian đâu còn thêm thời gian, ngoài không gian đâu còn thêm không gian, không có thêm chẳng bớt. Thì tin tự tâm thì cái niệm thống thiết mình nó mạnh mẽ, còn do mình chưa không có tin tự tâm, mình vẫn tin cái ý thức á, thì cái niệm thống thiết của mình á chợt có chợt không, lúc này lúc khác, thì cũng có niềm tin tin tự tâm và trưởng dưỡng cái niềm tin tin tự tâm hay là cái niệm thống thiết sanh tử là phải luôn công phu để đề hồi đầu. Đầu tiên nó chưa quen nhưng mình vẫn cứ đề tập dần cho nó quen, chứ không khéo cái không có công phu mà chạy trên danh tướng thì nó ngược lại, nó không phải là tin tự tâm mà ngược lại nó lại là không phải là thống thiết sanh tử, mà đắm mê danh lợi, đắm mê sanh tử, đắm mê tiền tài vật chất. Đây, chỗ đó phải thận trọng, chứ không khéo á mình đắm mê mình tưởng đó mình thống thiết, mình hưởng thụ mình tưởng đâu là mình tam thường bất túc. Cảm ơn thầy nha.